Hello, thì xin chào tất cả các anh em đã đến với channel của ông lão gaming. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tam Chikarotop. Thì Chikarotop là một con mà đầu game ai cũng cần. Thì yên của con Chikarotop này anh em có thể làm được ở level 16. Thì Chikarotop nó thường đi theo một cặp hoặc là ba con. Thì khi mà anh em kiếm những cái con Chikarotop để tam thì nên kiếm những con đi một mình như thế này thì nó sẽ đỡ tốn công hơn, đặc biệt là ở cái cấp độ 16 khi mà anh em không có quá nhiều chỉ số. Thì hiện tại ở đây cấp nhân vật của mình đang là 100 và có vẻ là không fair lắm cho anh em, nhưng mà cái mình nói ở đây chúng ta sẽ xài một cái trick anh em à. Thì anh em có thể thấy là trên cái thanh hotbar của mình đang có mấy cái cây cột này, mình sẽ đặt xuống đây. Thì anh em cần tổng cộng tất cả khoảng 8 đến 9 cây cột để có thể giam nó lại. Đấy. Thì khi mà anh em làm như vậy thì anh em có thể cầm trên được con Chikarotop này và bắn nó từ phía bên ngoài. Thì như vậy anh em không cần phải đợi nó kẹt vào cây hay kẹt vào đá gì hết, mà anh em chúng ta sẽ tam nó một cách chủ động luôn. Thì đây mình sẽ để ở đây một cây nữa. Ok, chắc để đây đi. Ok. Không được, phải để cho nó vô đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ tắt cái chế độ bất tử đi. Đấy, và mình sẽ để chế độ bình thường thôi. Ok, thì chúng ta sẽ nhử nó vào trong cái khu đấy. Và sau khi nó vào trong thì đây, mình sẽ gõ nó một cái. Mày nhà bụi. Ok, sau này mình sẽ chạy vào đây. Thì sau khi bạn anh em chạy vô thì đấy, đứng nhìn nó thôi. Đây, mình lỡ bị nó đánh một cái rồi, nhưng mà không trừ nhiều máu lắm. Đấy, ok, và anh em sẽ đi mép mép sang bên kia và đóng cái bên kia lại. Ok, thì chúng ta đã nhốt chó thành công anh em à. Và bây giờ chúng ta sẽ cầm ná. Thì ở những cấp độ thấp thì cái ná này là một cái vật dụng khá cần thiết để anh em có thể mà đánh bắn choáng những cái con khủng long. Thì cây ná này làm rất là dễ và kiếm đá cũng dễ, nên là không có gì phải sợ cả. Và khi bắn, anh em muốn mà bắn gục cái con Chikarotop này ấy, thì mình khuyên là anh em nên bắn vào những vị trí như là đùi hay là chân của nó. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Vì cái phần đầu của con Chikarotop này nó rất là cứng anh em à, và nó chủ yếu là làm bằng sừng thôi, nên là khi anh em bắn vào thì lượng sát thương sẽ bị giảm mạnh và nó sẽ khó bị hạ gục hơn. Thì mình bắn nó vào, hên là nó bị kẹt đầu ở trong kia nên mình sẽ tiếp tục bắn. Thì cái trick mà để bắn nhanh như mình ấy, anh em thấy là mình vừa bắn vừa lắc lên trên không? Thì đôi khi màn hình chúng ta nó sẽ bị cái cây này sắp gãy rồi, sắp hỏng rồi. Ok, mình sẽ chuyển cái khác. Thì đôi khi màn hình của chúng ta nó sẽ bị không ăn đấy anh em, kiểu như nó bị kẹt đạn ấy. Thì anh em khi mà anh em muốn bắn nó thì anh em phải kéo lên trên, anh em sẽ ấn vào đấy xong anh em kéo lên. Ok, nó gục rồi. Ok, tuyệt vời, mình bắn lố một viên rồi anh em à. Ok, thì sau đó anh em sẽ bỏ trái cây vào. Thì trái cây mà tam nhanh trong các số các trái cây anh em có thể thu thập bên ngoài thì trái màu tím là cái trái mà con Chikarotop này thích ăn nhất, và cái trái màu đen ấy thì nó sẽ là tăng cái thức ăn màu hồng lên, kéo dài thời gian hơn. Ok, bên kia có con Sabino. Ok, thì mình sẽ đi thu hoạch thêm một chút nữa. Thì khi mà anh em tam con Chikarotop này xong ấy, thì anh em nhớ làm sắp đồ cho nó và cưỡi nó, thì anh em sẽ có thể đi thu hoạch được những trái cây. Thì ở cấp độ đầu game ấy, Chikarotop là số 1 luôn, vừa dễ tam này lại vừa có ít này. Thì sau khi tam xong con Chikarotop này, anh em có thể sử dụng nó để đi thu hoạch trái cây và những cái hạt đấy. Thì trong game hiện tại là có bốn loại trái cây nâng cao, thì chỉ có quả cà rốt là anh em có thể kiếm được ở ngoài tự nhiên thôi, và nó rất là hiếm, không dễ kiếm. Và ba loại trái khác là trái chanh này, trái củ khoai kì củ khoai tây này, và thêm một nữa là trái bắp đấy. Thì anh em những cái ba cái loại trái còn lại thì anh em có lẽ phải trồng, và có lẽ anh em phải trồng luôn cả cà rốt đấy. Thì khi mà anh em lên tới cấp độ mà khoảng 36, anh em có thể làm được cái đó là gì, giống cái vườn cây nhỏ, cái khung
mình quên, mình không biết nó gọi là gì rồi. Nó là một cái khung xong có đất trong đấy, thì anh em sẽ xài cái, anh em sẽ bỏ phân bón vào. Như là ở tập trước mình đã tam cái con mà con bọ ấy, bọ tạo phân ấy, thì đấy anh em sẽ tạo lấy phân của những con khủng long bỏ vào đấy để nó tạo ra phân bón, thì anh em sẽ bỏ vào. Sau đó anh em sẽ xây một cái giống như cái khu vườn đấy ở gần nguồn nước, sau đó là anh em sẽ trồng những cái cây đấy. Thì ở cấp độ này thì anh em vẫn chưa làm được nhà kính nên là trái cây có thể nó sẽ ra rất là chậm, nhưng mà thà có hơn không. Thì sau khi mà anh em tạo được cái vườn cây đấy ấy, thì mình nghĩ là tập tiếp theo sẽ là về tạo vườn cây và xây một căn nhà nhỏ nhỏ đó, thì anh em sẽ có được những cái trái đấy và anh em sẽ cùng với đấy là những cái đồ mà anh em cần thiết để trong nhà, thì anh em có thể từ đấy anh em có thể đi thu nhập trứng và sau đó chúng ta sẽ làm kiếp bồ để đi tam những cái con khủng long khác. Thì kiếp bồ thì sẽ giảm khá là nhiều thời gian cho anh em. Thì nếu mà anh em nào chơi server mà offline, chơi offline ấy, thì anh em không phải lo cái đấy, anh em chỉ cần lên giường ngủ thôi. Nhưng mà đối với chơi server online ấy, thì anh em phải đợi khá là lâu, không những canh nó khỏi những con động vật hoang dã mà anh em còn phải canh nó khỏi những người chơi. Nếu mà anh em chơi PvP thì đây mình sẽ cho nó chờ ok, và sau một hồi chờ đợi thì mình đã tua đi rồi anh em. Thì đây nó sắp xong rồi đây, nó thì ở cái cấp độ 50 này ấy, khi anh em muốn tam ấy thì cái thời gian nó tầm khoảng 45 phút đấy, khá là lâu anh em ạ. Thì anh em nào có mấy cái mà gọi là shooting farm ấy thì nhân 3, nhân 10, nhân 15 để xài, nhưng mà theo mình thấy thì ở cái con chike này ấy mình cũng không chú trọng để lắm đến cái level của nó, mình kiếm level thấp là để giảm thời gian tam thôi. Đây, ok, sắp xong rồi. Thì để giảm thời gian tam thôi anh em, chứ còn mình không xài nó vào những mục đích như là đi đánh nhau hay là đi giết người gì hết. Thì con này chỉ mục đích chính của nó chỉ là đi thu hoạch trái cây thôi. Và con này thì nó kiếm chủ yếu là thắt và một chút gỗ, tỷ lệ theo mình không nhầm thì nó sẽ nằm vào tầm là 73, 7 phần thắt và 3 phần gút, 3 phần gỗ ấy. Sau này khi mà anh em lên những cái cấp độ cao hơn ấy, thì chúng ta sẽ đi tam những con như là mammoth này, hay là chúng ta có thể tam cái con như con Teji. Mammoth thì cái sát đồ của nó làm, cái in của nó làm vào tầm level 31 nếu mình không nhầm, và con Teji thì tầm level 60. Thì anh em khi mà anh em tam thì mình vẫn ưu tiên con mammoth hơn, tại vì anh em có thể tam trọng lượng, tăng trọng lượng cho nó không, giống kiểu mình chỉ để con mammoth, mình chỉ xài con mammoth để đi kiếm trái cây thôi. Lúc đấy chúng ta sẽ bỏ con Chikeratop này đi. Khi mà anh em đạt tới level 60 thì anh em có thể sẽ muốn tam Teji, nhưng mà tuy nhiên thì con Teji nó là một cái con mà anh em có thể sẽ chú trọng và nâng sát thương hơn. Vì Teji cái bộ móng vuốt của nó khi mà nó cào thì nó sẽ giảm, nó sẽ như có tác dụng như là xuyên dép. Khi đấy thì anh em xài nó đi hang hay là đi giết những con khủng long khác thì nó sẽ hợp lý hơn là đưa con đấy đi. Tuy nhiên thì mình cũng không thể nói là con Teji là một cái con mà nó vô dụng, tại vì Teji thì nó làm được rất nhiều việc. Nó không những lấy được gỗ này, mình nghĩ là có lấy thắt thì phải, và nó còn lấy được fiber nữa anh em. Fiber thu hoạch rất là nhiều, và ngoài fiber ra thì nó còn thu hoạch được thêm cả trái cây nữa. Nên Teji giống như là một cái con khủng long mà mình phải cho rằng là nó là một con rất là hữu dụng và kiểu xài đa mục đích đi anh em. Ok, thì mình sẽ trang bị cho con này. Đấy, thì anh em có thể thấy là chúng ta đã tam xong con Chikeratop. Đây là một trong những cái con tam đầu game. Thì máu nó cũng không cao cho lắm, 1350, nhưng cũng đủ để có thể chống chọi lại được những sự tấn công từ bên ngoài khi mà anh em offline chẳng hạn. Ok, thì để mình xem nào. Có vẻ như là mình sẽ để trái cây ở đây.
mình sẽ xem chỉ số nó một chút. Thì 1350 máu này, stamina khá là thấp 285, food thì 7k1 cũng không cao lắm. Ok, mình sẽ cưỡi thử nó xem lại nào. Millidam 223%, mình sẽ tăng nào. Con này thì nâng full trọng lượng nha anh em, mình sẽ vứt bớt đá đi, có lẽ nó quá nặng rồi. Vứt thêm cái gì nữa, thắt cũng không cần này. Đây thì con này nó có cái nhiều cái chế độ này để mình đây. Đầu tiên nó anh em cắn, anh thấy không, quá trời trái cây luôn đấy, quá trời luôn. Nó hiện là một dãy dân giặc này. Và con này chế độ khi mà anh em vuốt màn hình lên ấy, thì nó sẽ dậm dậm chân và nó sẽ chạy một mặt về phía trước, khi mà chạy đến khi nào nó tông chung cái gì đấy hoặc là khi nào mà nó bị hết năng lượng thì thôi. Đây mình chạy mình tông con này phát. Đây mày chạy hả con, mày gì hả con. Thì ở cái con này nó level nó không cao lắm nên là nó hút cũng không đau, nhưng mà tất nhiên là đó không phải mục đích của mình khi tam con này, nên là mình chỉ làm cho vui thôi. Thì cái phát chạy đấy á sẽ làm cho những cú chạy khi anh em chạy đi thu hoạch berry, anh em chạy một mặt ra ngoài chỗ nó xa xa đấy, cắn mấy cây này xong rồi anh em lại bắt đầu vút 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 lên, vút lên nha anh em, vút bên màn hình bên trái vút lên phát là nó sẽ dậm dậm chân và anh em chạy thẳng một mặt về nhà. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đây lại lên cấp rồi. Thì con này thì đang phun trọng lượng là tuyệt vời. Đấy khá là nhiều berry luôn. Vứt gỗ đi, không cần gỗ lắm. Đây mấy cái trái nó không cần này. Thực ra khi nào anh em lên level cao hơn thì em mới cần số lượng lớn những cái trái màu đen ấy, thì anh em sẽ trồng nữa. Còn bây giờ thì mình chỉ cần 4 loại thôi. Và video tiếp theo thì mình sẽ làm về xây nhà và làm 4 cái loại trồng, 4 cái loại trái cây mà nâng cao đấy. Ok thì thấy anh em cứ làm bạn dễ dàng dễ hơn nhiều luôn. Một cây thì anh em thu hoạch bằng tay nó có mấy trái thôi, con này nó kẹp một cái được năm mấy 60 trái luôn. Để mình xem là lại lên cấp rồi. Thì nâng full túi luôn. Đấy, lên 400 mấy trái màu đen rồi kìa. Gỗ thì không cần. Thực ra chưa cần chứ không phải là không cần. Mình sẽ lấy cái đống trái màu tím này ra, lấy trái đen ra, lấy trái màu, không phải, trái cà rốt chứ. Đấy, trái đỏ thì chắc không cần đâu. Mấy cái này không cần, chưa cần. Ok, và sau đây mình nghĩ là mình sẽ vứt hết cái đống này đi. Đấy, trái sẽ trồn đồ các kiểu này. Ok, vứt hết. Đấy, xong anh em bỏ lại đâu cái đống trái kia vào. Đấy, cứ như thế, khi nào anh em kiểu gần đầy túi của những cái trái mà anh em cần rồi thì em chạy về thôi, chưa tiết kiệm thời gian. Và đấy thì đây là cái cách mà Tam cho con Triceratops với những cái cọc gỗ hay những cái cột gỗ. Thì nó không tốn của anh em chút sức lực nào cả, anh em chỉ cần đi kiếm cái cọc gỗ thôi. Thì farm gỗ thì mặc dù nó hơi mệt một xíu nhưng mà nó sẽ an toàn hơn và đỡ phải hack não nhau hơn. Thì ok, video Tam con Triceratops của mình đến đây thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc ở tại đây. Thì trước khi kết thúc thì mình sẽ chụp một bức ảnh với nó. Đây, nào chạy lên nào, chụp bức ảnh, đứng đây chụp bức ảnh này. Thì anh em nào muốn mình đặt tên nó như thế nào thì comment xuống dưới. Thì cái này mình cũng thấy video nước ngoài thì nó hay thích làm, nhưng anh em nào thích thì mình sẽ đặt tên con này. Còn không mình cứ để nó vậy thôi. Mình cũng, thực ra mình cũng không muốn, mình có những cái comment mút tuyệt đẹp rồi nên là mình cũng không cần này lắm, nhưng mà để đi làm cho anh em xem. Thì đấy, anh em nào thấy video này của mình hay hay bổ ích thì cho mình xin một like và một subscribe. Nó sẽ là nguồn lực, nguồn động lực to lớn đối với mình và sự phát triển của kênh lâu dài. Anh em muốn có thắc mắc gì thì cứ comment phía bên dưới. Và xin chào anh em, chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.